Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển nhạc từ video sang mp3. Ví dụ như đây, tôi có một file video này. Bây giờ tôi sẽ mở cái file video này lên. Cái này đó, làm được. Đó, nó đây là file video của tôi. Thì cái video hay là video âm nhạc, cách làm đều giống nhau nha. Để chuyển từ file video âm nhạc sang mp3, tức là chỉ giữ lại tiếng thôi. Còn hình đó chúng ta sẽ loại bỏ thì các bạn chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Đầu tiên, các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên này. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là google.com. Sau đó các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa là chuyển video sang mp3, bấm enter. Thì ở đây á có rất là nhiều website hỗ trợ chúng ta chuyển từ file video sang file mp3. Đó, ở đây tôi sẽ sử dụng cái trang có tên là Online Audio sạcconvert.com nó có dòng tựa đề là trình chuyển đổi âm thanh trực tuyến đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào trang web này sau đó đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là up cái file video vừa rồi lên trang này đó các bạn chọn vào này tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào file video mà các bạn chúng ta muốn chuyển qua file mp3 chọn vào bấm vào open rồi đây các bạn chúng ta nhớ chọn là đuôi mp3 nha đó cái file video nó đang được up lên này các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây để cho nó up lên thành công sau khi up lên thành công á các bạn có thể là chuyển đổi đó, đợi từ nha xong rồi bấm vào chuyển đổi này đó quá trình chuyển đổi đang diễn ra xong rồi các bạn chọn là tải về này đó đang tải về này thì cái file m3 rất là nhẹ nha Bây giờ tôi sẽ mở nó lên này. Thì ban đầu á, file video nó vừa có hình vừa có tiếng. Sau khi tôi chuyển qua file MP3. Xin chào các bạn. Đó. Áp dụng cho điện thoại nào? Đó, nó chỉ còn tiếng thôi. Hình đó nó đã được loại bỏ. Đối với file âm nhạc á, các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha. Nó không khác biệt gì lắm. Đó như vậy là trong video giờ, vừa rồi tôi hướng dẫn cho bạn cách chuyển nhạc từ video sang MP3. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem cảm ơn theo dõi.